Rồi, chào anh em nha. Nay làm clip mình nói gì? Mấy cái vấn đề mà anh em tại cái clip bữa hổm á, mình nói về vấn đề mà anh em muốn đổ gà mà anh em không muốn đầu tư gà nọc rồi đó. Anh em nói là đổ gà nói chung là muốn đầu tư, như anh em mua những con gà đá giỏi tốt rồi đem đầu tư thì anh em đổ ra. Thì cái anh em hỏi là đầu tư mà không có đầu ra. Anh em nói là muốn đầu tư mà lỡ không có đầu ra thì sao? Thì mình nói anh em á, cái chuyện đổ gà mà ai mà cũng muốn buôn bán thuận bợt xuôi gió, nhưng mà thực sự không phải anh em. Người có thời có lúc nha, nhưng mà mình làm cái gì cũng vậy, mình bán một con gà, cái này mình không nói với ai hết, mình chỉ nói thôi. Nếu mình bán một con gà là mình nói chung là một cái vật vô giá đi, con gà là chung là vô giá đó, nó không có giá trị thực tế, từ vài trăm ca rồi từ lên vài triệu, lên từ từ vài chục vài trăm cũng bình thường. Thực tế là nó không có phải là con gà là nó có giá trị thực tế. Cũng như giờ trong trại, một cái trại anh em muốn mở một cái trại thì gà anh em mua thì anh em cũng đi mua ở đâu, đổ có mua có thì cũng mua chỗ đổ. Mà cũng có nhiều người á hỏi tới ngày sanh sữa, gà sanh sữa mua giá cho nó hơi hơi thấp xíu, nó hơi thấp bằng sanh sữa. Mà không với người nào cũng đi mua gà toàn là mỗi gì không, mà thôi cũng mua gà giao dịch chứ, sanh sữa thì gà ở đâu có. Cũng như nhiều bữa nay anh em hỏi mình, hôm nay mình nói anh em nghe, con gà mình đổ gia công nha, con gà mình đổ gia công bắt lại là một một chai rưỡi, mình đưa cho mấy người ăn hiếp mình đổ mà một chai rưỡi hả, thì mình bắt được một chai rưỡi rồi. Thì mấy anh em gọi điện mình, anh em hỏi vài sậy ở đâu ra, anh em không, mình nói thiệt á, anh em hỏi vài sậy anh em nói gà sanh sữa. Bởi vì mình nói cho anh em hiểu, nhiều anh em điện hỏi mình mua gà hỏi này nọ gì tới gà mà sanh sữa hay là gà mà anh em chơi sinh 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 viên, rồi suy ra mình không có. Tại vì anh em tính đi đổ một con gà, mình không có chơi hẹp bên nào hết nha, mình không chơi hẹp bên em nào hết, đổ gà cho mình thì cũng như là gà 9 tháng 10 tháng lỡ ra lông thì phải nuôi cho mình. Nếu đây chưa ra lông, nó đang ra lông mình đem gì mình làm gì, lỡ người ta gọi người ta nuôi cũng tới 12 13 tháng thì mình mới bắt, đúng không? Đó thì anh em tính đi, rồi gà một chai rưỡi một con như vậy, cũng như gà to đi, gà 9-10 tháng mà nó đang sung túc thì nó đang tốt cũng đem về thì cũng vậy nha. Mà gà mình bự nhỏ thì mình cũng bắt hết trơn, cũng như nếu con nào mà dạt hồi nhỏ mình kêu dẹp hết là dạt những con đó đó. Thì mình nói anh em, bởi vì cái giá mà anh em hỏi mình không có. Thật sự ra mình nói là cái là chuyện làm ăn, ai cũng phải muốn cái gì nó cũng phải có lời, nhưng mà thực ra mình không có đó. Hôm nay mình nói cho anh em hiểu, tại nhiều anh em điện mình đó, hỏi mình đó, gà sinh viên rồi gà này gà nọ đó, đâu nói lý do. Đó, gà xuất xứ cũng từ đâu, nó cũng từ một chai mấy, hai chai ba chai rồi qua tay này qua tay kia, con gà nó nâng tầm giá trị của nó lên, nó đã ăn nó đã này nọ nó nâng tầm lên đó. Gà không có giá thực tế, anh em hiểu không? Không có giá thực tế. Anh em hỏi cái đầu ra, anh em muốn đầu tư mà không có đầu ra. Tại sao người ta mua gà về người ta đầu tư vô người ta có đầu ra? Cái thứ nhất, người ta đổ đúng gà thì người ta có bên thì người ta đầu tư vô cặp bán con giống thôi. Có gà giống thì người ta bán, thì anh em mua về anh em lai tạo để làm giống đó, thì cũng có phương pháp, người ta không bán gà này gà kia nhưng mà người ta đầu tư, người ta bán cái gà giống thôi, người ta nhập giống này giống kia lai tạo, người ta đổ thì ai cần gà giống thì người ta chia, đúng không? Còn anh em muốn chia về, anh em đổ mà anh em hỏi cũng đầu ra là từ đâu, tự mình tạo ra cái dân người ta đi chinh chiến đi, ví dụ chinh chiến thì người ta mới biết cái người đó tên gì, gà người ta đá như thế nào, tầm như thế nào, thì gà nó tướng tá người ta phải đầu tư
đó thì người ta cũng phải sóng gió lên bờ xuống ruộng rồi người ta mới bán gà được tới như vậy. Còn anh em đùng ra cái anh em đổ ra cái anh em đồ bán giống như vậy sao được anh em? Không được, cái gì cũng vậy, nó phải có cái thăng trầm. Cũng như người ta, nhiều người ta tại sao người ta thích đi hamo, không phải là hãy hiện anh em, không ai hiện, người ta chỉ muốn là đi để mà quảng bá thôi. Có người người ta chỉ chơi một thời gian nào đó, thứ nhất định người ta chơi đánh đổi rất là nhiều mọi thứ. Nên nói nghe cái đầu tư của anh em á, mà nói cho anh em hiểu những cái đầu tư này, người ta đánh đổi rất là nhiều, ăn thua có, thăng trầm nhiều lắm. Nhiều người người ta cũng muốn vậy rồi người ta cũng sụp đổ. Tại sao? Lỗ rồi, đi một cú chiến, một chiến hai chiến là anh em biết giá trị nó như thế nào rồi. Anh em từng một một con gà mà anh em quyên góp được nhiêu tiền đó, mình nói anh em hiểu không? Cái giá trị của nó muốn đầu tư, cái đầu ra nó khó lắm. Mà nhiều người khi người ta đã lên tới lên nóc rồi người ta lại làm bậy, đó là có thực sự nghe nè, người ta lại làm bậy tại người ta có tiếng rồi, không cần. Cái lúc nào cũng vậy, đi đá phải bắt những con gà hay, gà giỏi, người ta đi đá mấy chỗ đó. Tại sao? Nó là con gà đó đó tầm ít tầm cao đó thì nó phải vậy, phải danh tiếng đúng không? Cũng như cầu thủ đá banh như đại diện một nước đi đá, anh em thấy đi lựa biết bao nhiêu triệu người mà được có mười mấy 20 người đi đá đại diện như một nước đúng chưa? Người ta phải lựa người giỏi. Cũng như nguyên một cái đám gà như vậy thì phải có một hai con giỏi trong đó chứ đâu phải nguyên một đám gà là nó giỏi hết này. Người ta phải bắt những con gà nó giỏi nhất người ta đi đấu, người ta lấy cái tiếng nó cũng lên bờ xuống ruộng thăng trầm rồi. Rồi anh em muốn đầu tư mà anh em muốn không có đầu ra, đầu ra mà anh em ở nhà không mà đầu ra, đâu ra anh em ở nhà. Cái thứ nhất anh em phải giao lưu với những cái người nào người ta chơi nhiều thì người ta mới biết tới mình đó, người ta bắt gà người ta chơi ở vậy đó. Rồi mình mới đầu tư nữa, mình ăn tầm gà mình cao cấp lên thì người ta bắt hoài. Cũng như anh em cứ đổ về hoài, để đổ về hoài, cứ bán về hoài, về hoài, người ta bắt cái mình ba 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 củ, người ta bán gì mấy chục củ, cái chuyện đó người ta không quan trọng. Ừ, đổ ra cứ bán gì đi, cái không có cái anh em thấy người ta bắt vậy cái ta bán vậy, cái mình nâng tầm lên nữa, mình nằm nhân giá lên cái người ta bỏ mình luôn. Chợ không có mợ, chợ vẫn đồng, anh em mình nhớ giùm mình cái câu đó. Bởi vì mình anh em hỏi về cái đầu tư đó, là cái đầu tư. Nữa giờ mình kể cho anh em câu chuyện đầu tư. Cái đầu ra là mình phải đi ra ngoài mình chơi. Còn anh em đổ gà, anh em tự nhiên không có biết nuôi gà, tự nhiên cái anh em mua gà về anh em đổ, cái anh em đổ gà anh em bán ngay. Hỏi anh em có đá không? Không biết. Hỏi gà đá không? Đá sao? Không biết. Từ tôi đổ rồi tôi không có ba, không có đá lắm vậy. Rồi vậy sao người ta biết tới mình con gà mình nhìn thế nào, cái tầm như thế nào? Tại sao người ta nói là cái tầm con gà mà đá từ một củ hai củ cái giá nó khác? Tại sao con gà đá hay như vậy mà người ta trả cái như con gà này một đá đá con chặn củ hai củ liền, ví dụ như vậy. Anh em đá con củ hai củ mà gà anh em rất hay, mà tới giờ anh em đã ăn nhiều cái luôn cũng vậy, người ta trả anh em với lớp ba củ, ba củ à, người ta trả mình ba củ thôi, biết con gà mình hay luôn nhưng mà người ta trả ba củ thôi, mà con gà kia nó đá tiền hơi khá chút xíu mà nó ăn đi nó hơi dở đi, mà cái giá trị con gà đó nó cao hơn nữa. Mà tại sao vậy, có gì nghịch lý vậy? Nếu mà nói cho anh em hiểu này, tại sao nó nghịch lý vậy? Tại vì con kia nó đá tầm cao còn mình tầm thấp, cái giá trị con gà mình nó không có năng lên như vậy. Nhưng mà cái hàng mua con gà mình ba củ đó nó sẽ đem đi nó chia là những cái người đá tầm cao, cái giá nó cao hơn để săn lùng những con gà hay thì nó kiếm lời. Mà mình muốn giống vậy không được, tại vì mình nói anh em có chơi mới có ăn, dám chơi mới dám có ăn. Mà dám chơi á, thì được mấy người thành công, mấy người có ăn á, nói thiệt. Cũng như ai cũng thích thể hiện, muốn chơi là tầm già mình đá cái tầm chung là già chục củ ha, ví dụ nha, già chục củ thì cái tầm già chục củ đó nó có đánh đổi rất là nhiều nha. Nay mình nói cho anh em hiểu thì tại sao mà cái đầu ra không có, tại vì người ta chơi thì anh em câu đi, người ta chơi, người ta vừa chơi người ta vừa chia gà đúng chưa, chứ không phải người ta đi chơi không anh em. Mục đích của người ta là phải như vậy. Anh em coi những cái người đi 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 chơi hôm mò đó, người nào mà không chia gà có đúng không?
đó. Giờ cái con gà anh em cứ phân bì, cái con gà này cái tầm mà nó dày một cái dày cũ á, chỗ chỗ cái mình quên, cái tầm chơi nó khác với nhau, nó không có giống nhau nè, đúng không? Tại sao con gà ở ngoài anh phân bì, con gà anh em mà hỏi cái cặp cán này nè, ở đây rồi nó vậy rồi mà sao vô chạy lớn lớn á, vô chạy lớn á, cái nó có vài chục, cái chuyện nó bình thường, con gà là vô giá, cũng như qua tay anh em, ví dụ anh em cũng làm vậy, anh em phải câu người ta làm, anh em đừng bao giờ chê cười người ta người khác, mình phải học hỏi người ta, tại sao người ta làm được vậy, mà mình không làm được vậy, đó mình phải học. Chứ mình đừng bao giờ mình khi đừng đi chơi cười một cái gì đó mình không có nâng tầm ai lên hết, nhưng mà đó là một bài học đường đời rất thực sự, rất là chính xác. Mình đừng bao giờ chơi cười người nào hết, mình phải coi người ta làm cái gì, từng bước từng bước, tại sao, đó gì đó, nó đừng bao giờ dạy người giàu xài tiền, đúng chưa? Nó có giá trị nó khác hết trời anh em ơi. Người ta cũng lên bờ xuống ngụ, lên ịt đủ chứ khỏe nó vậy. Cờ bạc anh em thấy có người nào giàu thật sự không? Những cái người chơi đó là người ta chơi cái đường khác, người ta có cái đầu tay phải khác, chơi gà vịt là tay trái, người ta đều có một cái tay khác, là người tay phải, người ta nghề khác người ta làm, nhưng mà cũng đánh đổi rất là nhiều anh em. Nhiều người cũng đi ra đi từ lượng hết, cũng sao cũng hết thể hiện. Bởi vì đừng bao giờ chơi cười ai, chơi tầm đá gà, tầm ít, tầm nhiều, tầm cao gì đây. Chơi chủ yếu là ăn là vui. Nhưng mà mình chơi á, đừng bao giờ mình nói là con gà mình nói cái gì gà, gà vậy. Bởi nghĩa nó không hiểu. Anh em cứ phân bì, gà đó vô đó phải nó giá nó khác, rồi không phải chính ai cũng vậy anh. Bên này hiểu không? Cũng chính người tính ra chính ai không? Cũng chính anh em mình. Anh em hỏi gà đó làm sao, cái anh em nói gà đó chơi tầm, trời ơi gà đó giá nó rẻ quá, sao vô đấu đi đấu được đó. Cái anh em kiếm gà cũng đâu, cũng vài chục củ, anh em nói gà vài chục củ nó đá mới được, nó mới đủ tầm vô nó đá, mà hỏi ăn không, không có ai bỏ làm cho anh em ăn hết trơn. Cũng tại ai, cũng chính tại anh em chơi, anh em muốn vậy. Anh em muốn chơi gà nên nó là gà chừng 6-7 củ, 10 mấy củ thì nó không đủ tầm, nó không đủ tầm, thì tại ép anh em, chính anh em ép người ta anh em bán người ta, bán cho anh em mấy chục củ, chính anh em chơi nên ép người ta. Rồi những cái người mà người ta không biết người ta lại phân bì, đúng không? Cái gì cũng vậy anh em, chơi cái môn này là cái nó phải như vậy á. Mình nói chị nó giàu phải là mình dạy đời hết, nhưng mà sự ra nó là một bài học đường đời. Mình chỉ nhắc nhở cho anh em, anh em nghe, anh em phân biệt thôi, chứ sự ra mình không có dạy nữa nha. Mình không dạy cho, mình chỉ nhắc nhở cho anh em là nó là như vậy đó. Bởi anh em nhiều, anh em cứ nói là đổ gà mà mua gà này mắc tiền, muốn kia rẻ tiền, muốn mua gì cũng được cho đổ một miếng gan gà. Anh em nhìn con gà mà nó vô khung mà gà tiền, nó khác với con gà không, không có khác liền, khác với con gà bình thường liền. Mình nói thiệt nha, cái khung gà mà gà đẹp đó, anh em nhìn với con gà bình thường đó, chưa chắc gì, mình nói là chưa chắc gì vô cửa là con gà đẹp đó nó sẽ ăn cái con gà kia. Mình chưa chắc, tại vì vô cửa mới biết cho anh em. Nhiều khi nó vậy chứ sự ra nó cái cửa để nhà, nó không có đem theo, đúng không? Nhưng mà cái con mắt người ta nhìn vô, người ta đánh giá, người ta phải muốn nó như vậy, đúng không? Người ta muốn nó phải như vậy. Tướng tá, từ tướng tá khung tay nhìn anh em, nhìn con gà anh em phải, nhiều người khi anh em mới ngồi nhìn hoài luôn, con gà sao nó đá dưới trời hoài luôn. Tại sao? Người ta có đầu tư, người ta mới làm ra gà như vậy. Con gà của mình á, mình cứ đổ gà gì đưa cũng đổ, gà thua đổ cũng đổ, mà gà tướng tá gì cũng đổ hết, gà hay gì cũng hai chứ mấy anh em cũng đổ, gà cái dáng cao cao bóng mỏng đá cửa anh em cũng đổ, mà nó gà con nó đâu có tướng, đâu có đẹp, đâu có tốt được, đúng không? Cái anh em nói trời ơi mấy gà vậy nó giỏi rồi, thực sự không phải. Cái tầm mà gà, cái tầm mà khung mà gà đẹp đó anh em nhìn nó khác xa với con gà bên của anh em này. Còn anh em phân bì phân nấu giờ gà nó phải vô đây, nó vậy rồi bên kia là nó bao nhiêu củ,
mấy chục củ. Chuyện nó phải đâu, đánh đổi rất là nhiều mọi thứ nè. Cái tiếng người ta được như vậy là đánh đổi nhiều lắm á. Tại đó gà bữa ăn bữa thua, đúng không? Bữa ăn bữa thua, đâu phải bữa nào nó cũng lên, bữa nào nó cũng vậy đâu anh em. Nó cũng sóng gió nhiều lắm, thua không ai quay, nhưng mà ăn người ta mới quay, đúng không? Người ta bữa nay đã vậy vậy đó, nhưng mà bữa thua người ta không có quay. Anh em đâu có biết, người ta phải đánh đổi như vậy đó, thì con gà người ta mới có giá trị như vậy. Bởi nhiều anh em cứ muốn đổ gà mà anh em không đầu tư, rồi anh em cứ nói là đầu tư không đầu ra đó. Tại sao không có đầu ra? Tại vì mình không có chơi theo gà anh em. Cái môn gà này là vậy á, phải thực hành chứ không phải lý thuyết. Anh em nói chuyện khác, đi con gà nó ra chặn khác, nó không có giống như anh em nghĩ. Cũng như anh em cứ đổ gà hoài đi, anh em cứ đổ hoài đi, rồi giá một củ gửi hai củ, anh em cứ nghĩ vậy thôi. Rồi có đổ lớn lên củ gửi hai củ ba củ gì đó, rồi anh em đừng bao giờ phân biệt với người ta vài chục củ, đúng không? Thì con gà người ta đi đấu á, mình nói hẳn luôn, người ta phải mua con gà giá nó cao, nó tốt, mẹ nó mày giữ mày độ, người ta kiếm mẹ gì đó tay đấu tay tiếng được không, rồi người ta bán những con gà khác. Nó không giống vậy. 100 con gà trong đó chỉ lắm là 5-6 con gà hay, 5-6 con gà hay thôi, anh em hiểu không? Nuôi á, mà tiếng nuôi á phải nuôi cho nhiều. Gà như vậy đó, nó phải chung, nó phải chia tầm ra, người ta mới có sống. Còn anh em có ngày anh em cứ ngồi ở nhà hoài, anh em nhịp dò nên cứ đổ về hoài, rồi anh em đầu cái giá nó giống vậy sao được. Người ta phải có lăn xả, lăn lộn đó, người ta mới sóng gió, người ta mới bán con gà nó được như vậy. Bởi anh em đừng bao giờ mà nói phân bì đầu ra đầu vô. Mình với là mình đổ con gà nè, mình đổ con gà chống nọc nè, mình làm cho tốt con gà đi. Bây giờ anh em đổ con gà, bây giờ anh em bình thường vậy, anh em tạo ra một cái dáng con gà, cái form con gà nó thiệt đẹp, cái form nó đẹp, tướng tá tốt, găng lực, anh em nuôi tốt, thì tự nhiên con gà anh em sẽ được nâng tầm lên, nâng tầm lên liền. Chứ đâu phải như anh em cũng đổ gà, anh em cứ đổ gà gì không, anh em hỏi mình đổ gà thua độ, rồi gà mua chợ, rồi gà đủ thứ chuyện chứ. Rồi anh em phân bì với người ta cái tướng con gà, anh em cái form gà, anh em dợm gà người ta vô khung người tiền. Một bầy gà 5-6 con gà chỉ có 1-2 con vô khung đẹp thôi anh em. Chứ không phải là 5-6 con gà nó con nào nó cũng giống vậy, anh em đổ gà đây sẽ biết. Một bầy gà ra có con nào đẹp hết đâu. Không có. Nó bị này cái kia tùm lum hết trơn á. Cái chuyện chưa nói chuyện nó ăn độ đó. Con này có ăn độ con không, nó hôi nhiều khi nó có một con ăn độ rồi. Nguyên bảy hố trên luôn, có khi 3-4 con nó ăn, nhưng mà ăn cái 2 cái là mừng rồi. Anh em đòi gà mẻ phải ăn 4-5 cái cho lên, 7-5 cái đâu ra anh em. Bán con gà cho anh em mà nó ăn một cái đầu tiên thôi là mình mừng thiệt chứ, mừng dữ lắm luôn á. Ai cũng vậy, anh em nào mà nói mua bán gà mà nó phải ăn 4-5 cái đâu, đưa lên đâu ra biết gì. Người ta anh em vô gớ vô gà đâu dập bẻ không biết, cái mẻ gà ta ra con nào ăn 4-5 cái cho bán làm gì. Nên mua gà nên hỏi gì đó, mẹ tốt không, có ai bán đồ mẹ không tốt, cái đồ là không tốt không, đúng không? Rồi cái anh em nói ra gạt, anh em gạt gì, anh em hỏi người ta thì người ta phải nói vậy, chứ ai mà nói gà dở gì đâu. Anh em chơi nên cảm nhận ruột gan của con gà tiền của anh em, đúng không? Đó mình nói nãy giờ mình chia sẻ là mình nói thẳng không á, mình nói thật sự luôn mà không có nào mình nói vòng vo tam quát đâu, đúng không? Thật sự nó là vậy á. Bán con gà cho anh em 5 con gà ăn thôi, một con lỡ vô nó chạy đi là anh em nói người ta, anh em nói người ta gạt anh em liền. Thiệt nhiều con gà nó chạy anh em không biết đâu, tại mình không chạy YouTube, không cho mình quay gà này nọ. Nhiều con gà của mình nó sợ cái màu là lạ lùng luôn, nó xuống bình thường nhưng mà đem con gà nó xuống cái màu đó, đúng không? Ví dụ như con gà xanh, gặp gà xanh đúng không, mình nói em cự, gặp con gà nó tái mặt liền, nó nhiều khi nó cự, nó cự nhẹ buông cái đá cái đùng vậy cái dèo, đúng không? Một chân đúng không, hết hậu cho anh gì đó. Nhưng mà anh em bắt con gà xanh nó ra đi, bắt con gà khác đưa vô, nó bình thường lại liền. Nó nhiều con nó kỵ màu, cũng như hai con gà xám vàng của mình,
hai anh em nó là nuôi xa cách là mấy tháng trời luôn, 2 tháng, gần 2 tháng không gặp luôn. Tự nhiên mình đem xuống mình cho nó nhìn cái con gà anh nó đó, nó hai kênh bình thường nha, một hồi chừng 10 phút sau nó cũng sao, tự nhiên nó sợ liền. Con em nó sợ gà, nó nhớ cái mặt nó sợ, nhớ mặt nó sợ liền, nó nhớ dai lắm. Những con khác thì nó bình thường, nó buồn, nó làm như dữ dằn vậy, nhưng mà đưa qua đây là nó sừng gây. Nó có chuyện nó ai biết, ai muốn. Nghe không? Không ai muốn cho nó. Cái chuyện con gà chạy màu, chạy này chạy nọ là chuyện rất bình thường nha. Rồi nhiều khi trúng cửa, nhiều khi vô cửa, mình nói vô cửa nè, nó trúng ở chỗ nguyệt đi, anh em kia đi chơi 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 đó gà hoài đang biết. Nó trúng chỗ nào gà chạy anh em biết chứ. Anh em biết hết trơn, em nói gà trúng bơ trúng bơ, nhưng mà sự ra trúng cái chỗ nào, người ta hàng xóm người ta nhìn trúng cái chỗ đó, người ta đá bạc xuống ăn ba ăn hai liền trực tiếp luôn, biết con gà anh em chạy. Rồi cái anh em điện về anh em bán vốn, người ta bán gà, con gà đá con chân hai chân chạy cái dù, nhưng mà bị cái gì mới được, hiểu không? Con gà nó có nhiều cái chỗ trúng vô là con gà sẽ chạy. Hàng sáu nó hay lắm, nó nhìn trúng chỗ đó là mình nói rồi, nó đá bạc xuống lúng 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 xuống liền luôn, là biết con gà mình một là xỉu, hai là phải chạy, đúng không? Đó tại sao đá bạc. Rồi cái người kia thì nó sẽ nó vô tan, nó ra tan đủ thứ hết, nó chuyện nó lung tung bay hết. Cái hàng sáu nó đắt, cái hàng mấy hàng hàng sáu con mắt nó hay lắm, chơi giết có kinh nghiệm. Nhưng hàng sáu đá rất là dữ, nó nhìn con tế con gà ai cũng nhìn được hết, nhưng mà phải hiểu cái chỗ đó là con gà nó phải chạy. Thấy không? Hiểu cái chỗ đó con gà phải chạy. Vậy cái này về anh cái chiều cho anh điện cái bán vốn, người ta bán gà chạy bán, nhưng mà giờ mà cựa lại thì nó anh không nói, anh nói là muốn là con gà phải lăn xả đó. Chứ không chịu luộc xả, đúng không? Nó phải lăn xả chứ không chịu luộc xả. Clip mình nói cho vui anh em, cho nó đỡ buồn ngủ, cho nó dễ ngủ nha. Rồi chào buổi tối anh em nha, để anh em cảm nhận coi phải mình nói đúng hay nó sai, mình nói thật sự luôn á, thực tế đó.